tơi. À con chó nâu nâu đen đen này hả? Thấy nó quắt đuôi ha, công nhận hay thiệt. Vậy nha. Nó tên gì? Nhà kêu Mỹ Lu mà. À. Vậy. À, chủ. Tù mà được thả về chủ. Đúng chủ của nó là nó quắt đuôi liền. Đây là những con chó ở khu phố Tân Phước này, à, bị kiểu như thả rong á, thả nơi công cộng bị bắt lại chủ lên chuột. Chủ lên chuột, đây là cái con lần thứ cái con thứ tư. Em nhờ bên đó người ta hỗ trợ bắt em chó em ra. Nhờ đi chứ. Chị ơi, chị chủ chị bắt còn được chứ em mà bắt ở đây. Sợ mấy con kia nó cắn á. Chứ em bắt được nó không cắn em. Em mở giùm đi tại vì phải có người làm chứng mà. Hiện tại giờ là còn 4 con hả? Ở dưới giờ có mấy con này có hàng xóm gì có ai quen kêu người ta chuột luôn không? Hả? Cái này có hàng xóm. Hả? Con nó nằm ở bên mé bên ba. À vậy hả? Là có quen mình không? Không có quen hả? Rồi. Nó quen nhà chuột hết luôn đây cho nó khỏe. Trời ơi. Chứ khỏi trở lên trên kia tội nghiệp nó lắm, nắng lắm. Không có được mát. Về cột kỹ lại nha chứ người ta sẽ đi bắt mấy lần nữa đó chứ người ta không phải bắt con lần á.